Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, thì hôm nay Phương Văn có được cái thông tin từ một người chị ở bên Mỹ mà trước đây Phương Văn đã chia sẻ đó. Chồng của chị đi tìm lại người em bé da màu mà mẹ đã nhắn nhủ lại với một người thân trong gia đình. Thì hôm nay chồng của chị cũng đã gửi cái mẫu xét nghiệm với anh Randy là cách đây 2 ngày. Thì quý vị khán giả cũng đã nghe thông tin. Và anh trai này đi tìm thì trước đây đã tìm ra một người rồi. Anh trai là người Mỹ lai da trắng và đã tìm được một người chị gái Mỹ lai da trắng tại bên Mỹ. Và họ đã tìm được nhau. Và còn một người em trai da màu nghi ngờ là anh Randy. Từ trước tới giờ thì Phương Văn đang kết nối giữa anh trai với anh Randy để có những cái thông tin mà họ đã liên hệ với nhau từ những cái mẫu xét nghiệm như thế nào và quy trình làm ra làm sao, và họ đã liên hệ với bác sĩ tại bên Mỹ. Thì hiện tại những cái thông tin giữa anh Randy và chồng của chị đang có những cái thông tin và đang gửi mẫu. Những cái tiền chi phí thì bên gia đình của chị trả hết rồi. Có thông tin thì bác sĩ sẽ báo về cho anh Randy một tờ giấy và báo thông tin về cho chồng chị một tờ giấy. Hy vọng lần này giữa hai anh em sẽ có cái kết quả là trùng khớp với nhau, để hy vọng tìm được cội nguồn. Anh Randy thì tìm lại được người thân của mình, biết nguồn cội mình là ai. Còn chồng của chị là tìm được một đứa em trai da màu của mình. Hy vọng đâu đó là họ sẽ may mắn tìm gặp lại nhau trong suốt mấy mươi năm trời thất lạc. Cái điều này tất cả cộng đồng mạng cũng như là chúng ta đang mong chờ những cái thông tin tốt đẹp nhất cho anh Randy. Phương Văn xin phép cập nhật hôm nay, và đồng thời có những cái thông tin gì mới thì Phương Văn sẽ tiếp tục chia sẻ, cũng như là Phương Văn làm cầu nối cho tất cả những anh em. Nếu ai muốn tìm người thân thì mọi người hãy mạnh dạn liên hệ với kênh Phương Văn, mình sẽ làm cầu nối giúp đỡ cho tất cả mọi người. Ô, chào chị. Dạ, chị khỏe không? Hello, chị Phương Văn. Dạ, khỏe không? Dạ. Chị dạ. Dạ em khỏe, chị khỏe không? Dạ khỏe. Dạ ở chỗ chị mấy lần em gọi chị mà em gọi không được. Dạ chắc có lúc đó thì nó không nhận nhau, cho nên là không biết đi ra ngoài hay là không bắt máy gì, em cũng gọi nhỡ. Thế là hai chị em nhắn lại mà cũng không có gặp nhau được. Chị ở đó có trẻ em đông quá hả? Dạ ở đó có trẻ em đông quá hả? Có cho em đúng không? Mấy đứa cháu của em á. Dạ. Mấy đứa cháu của em á. Hàng chi mỗi lần mà dạ. thu âm đấy, ủa sao có mấy đứa trẻ đông đông à, thì nghe thôi nó ồ quá. Dạ. Dạ. Chị kể cho em nghe vụ việc mà sau khi chị gửi mẫu xét nghiệm với anh Randy như thế nào. Dù có trùng khớp. Ồ em gửi đi rồi. Dạ. Dạ chưa. Dạ chưa, tại vì em mới nói chuyện với ảnh hôm cách đây 2 hôm. Dạ. Thì ảnh có cho em cái ngày sinh tháng đẻ của ảnh với là tên ảnh, địa chỉ nhà ảnh. Dạ. Thì em có order một cái test cho ảnh một cái, em một cái. Em thì trả tiền hết, anh không cần phải trả tiền. Dạ. Dạ, thì em trả hết luôn bên đây. Dạ. Thì chỉ bên đây nó send qua cho ảnh thôi. Dạ. Như vậy thì bây giờ ảnh ở bên đó là xét nghiệm đó là lần này, ủa hôm trước chị nói với em là qua Tết, qua lễ gì đó rồi gửi đi xét nghiệm, chị mua một cái lọ gửi xét nghiệm lần đó thì sao? Em gửi đi rồi nhưng mà nó không có nói gì hết, nó không có nói gì hết á, cho nên em muốn đi gọi tới bác sĩ nó sẽ làm cho em một cái kit khác. Em tốn một lần đó hết 100+ rồi. Vậy hả, là cái lần đó là không có phản hồi gì hết hả sao? Có, nhưng nó nói có family nhưng mà nó không có nói là ai hết. Ồ, oh, có nghĩa là nó nói là có matching family nhưng mà nó không có nói tên gì, nó không có nói ai hết á. Thế hả? Khi như vậy chị, yeah. Em cũng thắc mắc nè. Như vậy chị có một cái thông tin vui nữa, có nghĩa là có family là có một cái người sẽ trùng khớp cái mẫu chị gửi đi đúng không? Thì dạ, yeah, nhưng mà em không biết ai. Không cho biết. Nên bây giờ em muốn là thử anh Randy, thử anh như thế nào rồi em mới order một cái kit từ bác sĩ ở đây. Dạ. Yeah. Em order rồi bác sĩ ở đây nó mới gửi cho anh Randy một cái trong vòng 10 ngày.
10 ngày mà trong business day á, trong ngày mà anh làm việc trong 10 ngày đó, yeah. Trong 2 tuần á, dạ, ảnh bên đó anh sẽ nhận một cái kit, em ở đây có một cái kit, yeah. Là rồi bắt đầu em mới đi tới cái phòng bác sĩ ở đây em thử, ảnh mới có cái kit đó rồi ảnh tự bên đó anh thử, sao đó, không nó chỉ dẫn cho ảnh làm, dạ, yeah. Xong rồi á, hai cái kit mới send là cái chỗ đó. Dạ. Rồi nó mới gửi, nó mới cho em biết là cái giấy, cái đó là cái có anh em hay là không, nó cho em biết, sẽ biết. Dạ. Vậy em đó phải đợi nữa. Dạ. Như vậy thì lần xét nghiệm lần này thì sau khi trong vòng 10 ngày là gửi mẫu cho anh Randy với gửi mẫu cho chị. Dạ. Thì sau dạ. 10 ngày mới có kết quả đúng không? Hay là hơn nữa? Dạ đúng rồi. Dạ. Chắc hơn nữa, chúng em không biết nữa, tại vì bác sĩ đây em mới order thì nó mới gửi đi ngày hôm qua đó, ngày hôm qua là nó gửi đi đó. Ồ vậy hả? Chị biết không? Rồi em có gọi cho ảnh. Gọi. Em mới nói là nay mai gì anh có sẽ trong vòng 10 ngày, tuần lễ 10 ngày gì anh có nhận được một cái kit để anh thử cái DNA á. Dạ. Yeah. Mà cái kit đó là anh không phải trả tiền, em trả bên đây hết rồi. Dạ. Yeah. Thì ảnh là ok. Dạ. Yeah. Em thì trả tiền hết rồi, anh không phải trả. Ok. Dạ. Chị biết không, từ trước tới giờ có nhiều thông tin mà vẫn chưa có thể nào mà tìm được, thì em hy vọng cái lần này ở chị với anh Randy, tại vì có nhiều cái điểm mà tương đồng, với lại nữa có nhiều cái thông tin mà hầu như là có thể thôi nhưng mà mình chờ cái xét nghiệm cuối cùng. Chị biết không, hôm trước mà chị nói với em á là qua Tết đã làm gửi cho hũ đó, chị cũng mua hết 100 mấy chục đô. Nhưng mà rồi em mua 100 mấy rồi mà nó nói là có family matching, nhưng mà nó không có nói em là ai hết, không có tên ai trong đó hết, cho nên em không biết. Mà tại sao em thắc mắc nè, ví dụ như bây giờ nó gửi đi thì nó nói là có family, có nghĩa là có người thân của chị, có người thân của dạ, chị. Dạ đúng rồi. Nó mới có family chứ. Thành ra tại dạ, thì nó nói có family nhưng mà em không biết là ai, nhưng mà cho nên bây giờ em phải làm cho bác sĩ đây nó làm, nó gửi cái kit đi nữa. Dạ. Mà bác sĩ đây nó nói là giống như là gửi cái kit mà nó cần cái máu, cái DNA của mẹ nữa. Em nói mẹ giờ không còn, nó nói đâu có mẹ. Dạ mẹ mất rồi đâu con nữa. Dạ em nói giờ mẹ mất rồi đâu có còn nữa đâu, giờ anh em muốn tìm nhau thôi chứ đâu có còn mẹ đâu. Dạ. Thì nó nói thì rất là khó mà để biết, mà mình nghĩ chắc là biết mà. Biết chứ sao? Nó nói thì nó nói vậy thôi. Em nghĩ cho nó biết mà. Chị đã tìm được một người em gái cho chồng chị rồi. Em gái ruột cho chồng dạ, chị. Một người rồi, dạ. Năm rồi. Bây giờ tìm thêm một người em trai da màu nữa. Thì hiện tại dạ. Cái kỹ thì hồi một... trước em cũng thử giống như cái mà bác sĩ đó. Em thử giống vậy đó. Thì chị thì thử bây giờ em làm thêm gì cái đó nữa. Đúng đó. Rồi. Đúng rồi, chị làm giống cái lần trước của cái người trước đi. Của cái người mày tìm được rồi. Dạ. Thì làm y vậy đi. Dạ. Chứ còn... Thì bây giờ em làm y vậy rồi đó. Dạ. Em không có mua cái kit gửi đi nữa. Kit gửi đi nó nói chỉ có family thôi, chứ nó không chưa biết nói cho ai hết. Không biết là ai hết. Không biết là ai. Thì nó phải biết có ai trong đó. Nó mới bảo với chị là có family chứ. Dạ nó nói có family cho cùng trùng cái máu, nhưng mà nó không có biết là ai hết. Nó không có nói cho mình biết là ai. Cho nên bây giờ em phải làm với bác sĩ. Dạ thì xin lỗi chị, em nói chỗ này nè. Chị không hỏi cặn kẽ. Bây giờ tôi đi gửi cái đó để tôi đi tìm người thân, mà bây giờ nếu mà bác sĩ ở trung tâm xét nghiệm nói là có family thì tôi mong muốn tìm cái family đó là ai mới được. Nhưng mà bác sĩ ở đây nó tự nó gửi đi cho mình mà, nó làm cho mình hết mà, cho nên nó lấy em 210 đồng. Dạ không, cái lần trước em trả nó rồi, cái lần trước lần trước em trả 130 á, thì cái chỗ lần trước họ nói vậy sao họ không mấy gì hết trơn vậy ta. Lô lần trước là tự vì em mua cái kit ở ngoài đó, em thử em test bỏ nó đi. Dạ. Chứ không phải là em mua bác sĩ, kỳ này em mới làm order chỗ cái phòng lab á. Dạ. Trong phòng thử máu á. Dạ. Như vậy phải bảo hỏi biết, như vậy thì đừng có gửi cái mẫu kia tốn hết 100 mấy đô. Thì bởi vì em nói em biết vậy thì em gọi chỗ bác sĩ này, em làm chỗ cái lab kho này thì đỡ mất 100 mấy. Dạ. Thôi kệ nó, không sao hết. Ok, thì thôi mình cũng em thử, không sao thử xem coi là như thế nào. Bên Việt Nam này á, thì cái thử ADN á là nó cũng cũng cao. Xem 300 đô, xem sao 300 đô. Dạ. Dạ, một lần thử mà họ bên đây thì họ có cái nói chung là nhiều phương pháp thử khác nhau. Bên đây thì họ thử cái móng tay, cái mẫu móng tay với mẫu tóc. Dạ. Ở đây thì thử nước bọt đồng nước miếng của mình á. Dạ.
Thì mỗi Dạ. nơi thì người ta có cái kỹ thuật khác nhau, miễn sao người ta Dạ. thử được là được rồi. Dạ. Dạ. Thì mai mốt anh lên đi anh có một cái kit á, thì anh lên bên phòng bác sĩ của anh làm là cái phòng mà nó liên hệ với phòng bác sĩ của bên chồng em đi đây á, thì nó mới mới có giấy mà để nó báo cho em biết. Dạ. Thì nó hỏi khi mà giấy nó về thì báo cho em biết là báo cho em là cái giấy nó về cho em phải không em đây? Đúng rồi, về cho em xong rồi á, phải về cho Randy một cái nữa, nó À. cũng có về cho Randy À nữa, cả hai đúng không? Cả hai. cả hai. Dạ Dạ. dạ em nói một cái bên đây và một cái bên kia Dạ. cho hai bên đều biết hết. Dạ. Thì địa chỉ Dạ anh Randy và thông tin chị cũng nói chuyện với anh Randy rồi, thì cách đây 2 ngày dạ thì nếu mà gần nhất dạ thì hiện tại ảnh chưa có tìm được cái thông tin nào về về mẹ ruột của ảnh nữa, tại kể cả bên Việt Dạ. Nam các anh chị YouTuber cũng đang hỗ trợ về thông tin đó, nhưng mà Dạ. vẫn chưa có. Thì đâu đó em cũng hy vọng là giữa anh Randy với Trong anh vòng khoảng trai. 2 tuần nữa thì chị biết mà. Dạ. Cho nên là Dạ, vẫn khoảng là 2 tuần nữa thì em gọi chị. dạ. Em nói hổm rồi em chưa có gì hết cho nên em gọi chị á chứ. Ví dụ như em nhắn tin chị mà chị bận hay gì thì anh nhắn lại cho em để cho em sốt ruột, em nói ủa không biết khổng rài sao rồi ta mà không có thấy thông tin gì hết No, chứ. em tính gọi ngày hôm qua nhưng mà thì ngày hôm qua ngày sinh nhật của con gái em á, cái em nói thôi đi để bữa Vậy nào hả? rảnh gọi. dạ Happy dạ birthday con gái, happy muộn nha. dạ Dạ. dạ rồi cái ngày hôm qua em cũng nhờ nó làm cho em mấy cái về cái bác sĩ mà để lấy máu cho bảo để cái test cho anh Randy với ông chồng em á, Dạ. nhờ Dạ. con gái em nó làm giùm cho em đó nha. Dạ. Em cũng không có rảnh gì hết á, em đi làm thấy mồ. À, biết rồi thì ai cũng bận mà, đâu có ai đâu mà rảnh thời gian, khi nào có thời gian được thì alo. Dạ. Dạ. Vậy là Anh lên đi thì anh cũng dễ thương. dạ. Lúc nào gọi anh cũng bốc máy Thì á. chị bên Mỹ mà cùng cùng bên Mỹ thì nó sẽ dễ hơn, đôi khi giờ giấc cái thời gian á nó cũng dễ hơn, chứ còn ví dụ bên Mỹ về cùng thì nó còn lệch giờ này kia nọ. Thì hy vọng tội nghiệp ảnh mà cũng tội nghiệp thương chồng chị nữa đó, bây giờ cả hai đi tìm người thân mà tìm mãi cũng chưa, bây giờ cũng chưa có được. Chồng chị thì đi tìm một người em bé da màu mà mẹ đã sinh ra, còn anh Randy á thì đi tìm lại người thân của mình là mẹ, hoặc là trong đó là mẹ cũng sinh ra mấy anh em đó, thì thất lạc cội nguồn. Hy vọng là anh Randy với chồng chị là sớm tìm được người thân của nhau, tại vì hiện tại nhiều anh em Mỹ Lai giống như chồng chị với anh Randy gì đó, hiện tại là bắt đầu có những cái thông tin từ kênh YouTube của nhiều anh em á, thì bây giờ bắt đầu họ 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 dễ tìm hơn mà không phải mất phí hoặc là như thế nào. Còn ví dụ như lên một số cái chương trình mà trước đây á thì nó sẽ thông tin, nó sẽ chờ đợi xếp hàng hồ sơ thì nó sẽ lâu hơn, còn bây giờ thì thông tin YouTube con cái là nó sẽ dễ dàng cho tất cả anh chị em đi tìm người thân đó. Thì hy vọng, em cũng hy vọng là anh Randy ảnh sẽ sớm tìm được nguồn cội của mình cũng như là chồng của chị. Dạ. Em cũng cầu cầu mong cho hắn tìm được người thân chứ, cầu xin cho anh Wendy anh tìm được người thân của ảnh. Thấy ảnh cũng thấy tội em đây, thấy em thấy em coi chương trình em thấy em cũng thấy thương ảnh chứ. Dạ, thì ai cũng thương hết, tại vì giờ có một mình côi cút, không có ai, không cha không mẹ không người thân, không có nguồn cội gì hết trơn á, cho nên là ảnh suốt tìm mấy mươi năm rồi mà tìm vẫn chưa được. Mà sao em thấy trên chương trình nhiều khi em thấy hôm nay em cũng thấy em lên trên đó em cũng thấy ảnh có người là mẹ ruột mà sao thử ra cũng không có trùng khớp, Thì chắc ai chắn là mẹ ruột mà không là trùng khớp. cũng cũng nhận là thông tin là nghi là con của mình đẻ ra, nhưng mà thật sự khi mà xét nghiệm ADN á thì mới biết được là ruột hay không, chứ còn cái thông tin mà Đúng nói rồi. thì không 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 thể được, tại không có thể nào mà mình chắc chắn được. Rất là nhiều em bé da màu chứ không phải một mình anh đi, thì đâu đó nó cũng na ná nhau, nó cũng thông tin nhau, mà rất tiếc khi mà tìm không anh ở anh Vinny không trùng khớp rồi đó. Thì hy vọng những em bé da màu ở đâu đó ở bên Mỹ á, hoặc là các đi các nước khác rồi đó, nghe được cái thông tin để họ tìm về nguồn cội của họ, và họ cũng không có biết mà đi tìm mãi mấy chục năm như anh Vinny.
Đó, cho nên là đôi khi họ không tìm, còn anh Randy là họ ảnh tìm mấy chục năm rồi mà không có được. Thì chị thấy những cái thông tin những bà mẹ nói chắc chắn anh Randy là con 99% hoặc là 100%, nhưng một mà trăm phần trăm em thấy 100% mà hơn hơi là không được, chờ không xét đúng. nghiệm mới được. Như vậy thì chị thấy là những cái thông tin đó thì các bà mẹ chỉ nghi ngờ thôi, còn chị với anh Randy hiện tại là người trong cuộc nè. Đó, có trùng hay không anh Randy, trùng cái anh nói chị ơi trùng rồi, bây giờ em không cần xét nghiệm nữa đúng không, còn bây giờ đã đang đang không trùng cho nên nó mới nhận mẫu xét nghiệm từ chồng của chị với anh Randy cách đây mới 2 ngày thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là hiện tại thì anh Randy đang đi tìm thông tin và đi cần đi xét nghiệm. Thì hôm nay Phương Văn xin phép chia sẻ cái câu chuyện này từ trước đó tới giờ, thì hiện tại thì cách đây 2 ngày giữa chồng của chị và anh Randy đã gửi mẫu xét nghiệm bên Mỹ, thì hy vọng trong vòng 2 tuần nếu có kết quả sớm thì chị sẽ báo cho em sớm ha. Dạ rồi vậy đi, cảm ơn chị nhiều thì dành thời gian nha, chia sẻ với em ha. Rồi có thông tin mới hy ok vọng chị. là mọi điều tốt lành. Rồi chúc chị một ok dạ em cảm vui ơn vẻ. chị. Dạ em chào dạ chị. dạ em Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi video về câu chuyện của anh Randy. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.